Mùa hè đến cũng là lúc trẻ em được nghỉ ngơi sau thời gian học tập căng thẳng. Những chuyến du lịch, dã ngoại cùng gia đình bạn bè. Tham gia những lớp học kỹ năng mà trẻ yêu thích. Có thời gian gần gũi với gia đình để vun đắp tình cảm. Thế nhưng, mùa hè cũng là lúc trẻ đối diện với nhiều hơn những nguy hiểm tiềm ẩn, tai nạn, đuối nước, bị bắt cóc, xâm hại. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Học Đường. Thưa quý vị, trong tình hình hiện nay thì bên cạnh những thuận lợi để con trẻ phát triển một cách toàn diện thì cũng ẩn chứa nhiều hiểm nguy rình rập, và một trong số đó thường đến từ những điều mà chúng ta không thể lường trước hết được. Chính bởi vì vậy mà các bậc làm cha làm mẹ rất cần trau dồi cho con của chúng ta những kỹ năng sống, cách ứng phó cần thiết để giúp cho trẻ có thể tự bảo vệ chính mình trong một số trường hợp nhất định, tránh tình trạng đáng tiếc có thể xảy ra với các con. Và đây cũng chính là nội dung mà chương trình Chuyện Học Đường mời đến trường quay chuyên gia tư vấn tâm lý Phạm Thị Huyền sẽ có những cái chia sẻ cũng như là những cái ví dụ cụ thể để cho các bậc phụ huynh cũng như là các con có thể nắm chắc được những cái thông tin đó. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ dành thời lượng để giúp cho các bậc phụ huynh cũng như là các cháu từ lớp mầm non cho đến tiểu học có thể bảo vệ được bản thân của mình. Xin chào MC Ngọc Diệu, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Học Đường. Và câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho cô Huyền, đó chính là không biết rằng là với những cái hiểm nguy rình rập xung quanh con của chúng ta thì cụ thể đối với trẻ từ mầm non đến tiểu học đó là những hiểm nguy nào ạ? Thì bởi vì cái lứa tuổi của con rất còn nhỏ, cái nhận thức của con và cái hiểu biết của con về xã hội xung quanh rất còn hạn chế. Thành ra khi mà đứa trẻ đi ra đường thì trẻ rất là bị lạc này, rồi trẻ có thể bị người khác lợi dụng, trẻ có thể bị xâm hại, hoặc là trẻ có thể bị bắt cóc hay bị lừa. Thì cái điều này thì xảy ra rất là nhiều trong xã hội, và chúng ta thấy rằng đây là một cái vấn đề mà gần như là khiến cho xã hội cực kỳ cảm thấy lo lắng, khiến cho tất cả các phụ huynh đi ra đường bây giờ đều nói với con là ngoài xã hội thật đáng sợ. Đấy là một cái vấn đề mà chúng ta vẫn thấy là nó đang diễn ra. Ngày xưa ở tuổi của Ngọc Diệu cũng như là cô Huyền thì các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta không quá nhiều lo lắng như là chúng ta hiện giờ dành cho các con của chúng ta, đúng không nào? Vậy thì làm như thế nào để giúp cho các bậc phụ huynh có thể giảm bớt những cái lo lắng với những cái hiểm nguy mà cô Huyền vừa chia sẻ? Thực tế ra thì khi mà chúng ta dạy cho con, chúng ta dạy cho con quy tắc an toàn là cái điều mà chúng ta phải cần làm ngay từ khi trẻ bắt đầu nhận thức về bản thân mình. Thì nhận thức về bản thân mình là khi trẻ bắt đầu phân biệt được là bạn con là con gái, bạn là con trai. Tức là khi lứa tuổi 3-4 tuổi, chúng ta bắt đầu phải dạy con là giữ khoảng cách với người khác, đặc biệt là người khác giới. Thì cái này ở ngoài xã hội thì ở trong nhà phải như thế nào? Ở trong nhà chúng ta sẽ là người bố sẽ không tiếp tục tắm cho con gái, hay là người mẹ sẽ không tự ý sờ chạm vào cái bộ phận vùng kín của các con nữa. Ví dụ như khi bé đã 4 tuổi thì người bố không nên tắm cho con nữa, mà người mẹ sẽ cũng phải tôn trọng cái vùng kín của con. Tức là khi con đã có thể làm vệ sinh mình, cơ thể mình, thì mẹ sẽ hướng dẫn con làm và quan sát con làm và dạy con rằng là đây là cái vùng bí mật của con, không ai được phép chạm vào nếu như con không đồng ý. Mà khi người ta cố tình chạm vào thì con cứ hét lên và con về con phải nói với bố mẹ, bởi vì người ta đã xâm phạm vào bản thân con. Đó là cái quy tắc đầu tiên chúng ta phải dạy cho con ngay từ khi mà trẻ còn bé, thì trẻ sẽ tránh được những cái tổn thương sau này. Và cái quy tắc thứ hai khi mà chúng ta dạy cho con đó là khi mà đi ra đường thì không nên ôm ấp xuồng xã ở ngoài đường. Bởi vì sao? Những cái tiếp cận như vậy sẽ làm cho trẻ không nhìn thấy được những cái giới hạn với người khác, và trẻ không quan sát được là ai là người lạ, ai là người thân. Thậm chí những cái đùa giỡn ở ngoài đường chúng ta cũng nên hạn chế, bởi vì đứa trẻ nó sẽ không phân biệt được là hành vi nào là hành vi được phép và hành vi nào là hành vi không được phép. Cái thứ ba cần thiết nữa đó là khi chúng ta ra ngoài đường thì chúng ta không được tùy tiện ăn uống ở ngoài đường. Ví dụ như hàng xóm mà chúng cho chúng ta một cái món gì đấy, chúng ta cầm ta ăn luôn, thì con chúng ta cũng sẽ học được cái cách như vậy. Và bất cứ ai cho cái gì trẻ cũng sẵn sàng ăn được, thì nó sẽ rất khó để cho con. Để cho sau này chúng ta lại dạy là con không được lấy của người ta thì cũng không được. Thế là mình nhận nhưng mà mình phải mang về nhà và mình ăn ở một cái nơi nhất định, ví dụ như trên bàn ăn. Và cái quy tắc nữa đó là khi con muốn đi đâu con phải nói với bố mẹ. Thậm chí kể cả ở nhà đi sang nhà hàng xóm, chúng ta cũng phải bảo là con muốn đi con phải nói với bố mẹ, khi bố mẹ đồng ý thì con đi. Hoặc đi ra ngoài công viên cũng vậy, nếu mà con nói là con muốn đi đến cái hồ sen kia thì con phải nói với bố mẹ và bố mẹ đồng ý thì con mới đi. Thì như vậy chúng ta sẽ tránh được rất là nhiều cái hiểm nguy cho con.
Và thêm một cái vấn đề nữa là chúng ta biết rằng là cái hiểm nguy không phải là đến từ hoàn toàn từ người lạ. Bởi vì nếu như người lạ mà chạy đến áp sát với con thì nhất định con sẽ la hét lên, không bao giờ tiếp cận được. Thành ra những cái người mà có ý đồ xấu sẽ phải tiếp cận với con từ từ. Nên chúng ta phải thường xuyên trò chuyện với con, xem là hôm nay con chơi với ai, người đấy như thế nào với con, thì đứa trẻ nó sẽ kể cho chúng ta và chúng ta sẽ thấy được rằng cái mối quan hệ đó nó có bình thường hay không, và chúng ta hãy lưu tâm đến nó. Cô đã chia sẻ rất là nhiều những cái quy tắc để giúp cho con của chúng ta có thể tự bảo vệ được bản thân của mình. Thế nhưng Ngọc Diệu nghĩ rằng là các con ở độ tuổi mầm non cũng như là tiểu học á, thường là các con không thể lưu tâm tất cả những mọi thứ mà nhà trường, cô giáo cũng như là cha mẹ dạy cho các con. Có con đôi khi cho rằng cái việc đó nó không hữu ích với mình. Vậy thì làm sao để giúp cho con trẻ có thể nắm được hết những cái điều mà chúng ta muốn trao dồi, chia sẻ với con thưa cô? Thì bên cạnh cái chuyện mà chúng ta thiết lập những quy tắc an toàn mỗi ngày, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tình huống giả định. Chúng ta hỏi con xem là nếu như rơi vào, nếu như mà có anh ấy rủ con là đi ra ngoài bờ biển chơi thì con làm sao? Thì để xem bạn ấy trả lời như thế nào. Để bạn ấy sẽ nói là con về con hỏi bố, con về con hỏi mẹ. Tức là chúng ta đã đạt được một cái thành công nhất định. Thì nên chúng ta sẽ thường xuyên hỏi con như vậy. Bên cạnh đó, khi chúng ta đưa con đến những cái nơi công cộng, chúng ta phải chỉ cho con đâu là vùng an toàn, khu vực nào thì con được phép chơi và cái khu vực nào thì con nên không nên đến. Nếu như con muốn đến thì con phải hỏi bố hỏi mẹ chẳng hạn là như vậy đó. Hoặc là khi chúng ta đưa con vào siêu thị và những nơi công cộng, chúng ta hãy chỉ thẳng cho con là đấy, nếu như con không thấy bố mẹ hay con cảm thấy là có nguy hiểm thì con hãy tìm đến người đó, đến chỗ đó. Chúng ta chỉ mỗi ngày như vậy thì mưa dầm thấm lâu đứa trẻ sẽ nhớ được. Và nếu như tình huống xảy ra, con sẽ cái vô thức của con nó bật lên và trẻ sẽ có thể tìm đến được những nơi an toàn. Con không nhất thiết là ở trong siêu thị và có thể là ở công viên, hoặc là khi mà ba mẹ đưa con đi du lịch xa hay đến một cái chỗ đông người, một cái lễ hội nào đó. Vậy cô chia sẻ một vài những cái kinh nghiệm để các con có thể tự bảo vệ bản thân mình. Thì khi mà đi lạc ở những cái nơi đông người như vậy thì điều đầu tiên chúng ta phải dạy con là đứng lại. Con đừng tiếp tục đi nữa. Con hãy tìm đến một người nào đó để chỉ cho con là hỏi con là hỏi là đồn cảnh sát ở đâu, hoặc là hỏi là trạm bảo vệ ở đâu, hoặc là tìm đến những người mà có cầm những cái micro để họ có thể thông báo. Chúng ta hãy chỉ cho con những cái điểm đó để khi mà con nhìn thấy là con có thể đến để tìm. Đó. Thêm nữa, một cái điều mà chúng ta bây giờ ai cũng có điện thoại, thành ra hãy dạy cho con ghi nhớ số điện thoại của người thân. Thì đây là cái cách giúp cho trẻ sẽ sớm tìm được cái nơi để giúp đỡ con nhiều. Và đặc biệt là phải nhớ được tên bố mẹ và tên con. Chúng ta đừng gọi con bằng tên ở nhà quá nhiều. Thì đến lúc đó con sẽ không thể nói rõ được rằng con là ai, con của ai. Thì người ta cũng khó để mà tìm kiếm. Thưa cô, trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng đã được nghe nói đến một vài những cái vụ việc trên các phương tiện truyền thông là con trẻ bị bỏ quên trong xe buýt để đưa đến trường học. Vậy thì làm thế nào để khi mà chẳng may chúng ta quên con ở một cái không gian nào đó hạn thì có thể giúp con có thể thoát ra khỏi được những cái môi trường như thế? Bất cứ ở một cái không gian nào, chúng ta cũng sẽ có một cái quy tắc để mà vận hành nó. Ví dụ như cái trường hợp mà bị bỏ quên trên xe buýt ở ngoài Hà Nội, chúng ta biết đấy. Chúng ta lên chiếc xe, đầu tiên chúng ta hãy chỉ cho con là cách mở cửa. Cái cửa thì có thể không mở được từ bên ngoài, nhưng từ bên trong thì con sẽ mở được. Thậm chí những cái khóa hơi con với sức lực của một đứa trẻ học tiểu học, con cũng có thể mở được. Thành ra khi mà đấy cũng là một cái kỹ năng mà tôi vẫn nói là phải rèn luyện khi mà con đi học ở môi trường mới. Ví dụ như con có xe đưa rước thì chúng ta nhà trường phải kết hợp với phụ huynh cho con biết cách sử dụng cái xe đó, biết cách mở cửa, biết cách mở cửa sổ, biết cách thoát thân khi an toàn. Bởi vì thực tế là cái cửa kính ở cái chỗ tài xế luôn luôn mở ra được, chỉ cần kéo bấm xuống hoặc quay là nó sẽ mở ra được. Thành ra khi chúng ta sử dụng một cái phương tiện nào đấy, chúng ta phải dạy cho trẻ là cách để mà thoát hiểm như thế nào, cách thoát hiểm đúng không? Hoặc là đến một cái nơi không gian mới, chúng ta đầu tiên chúng ta phải chỉ cái cửa thoát hiểm ở đâu, thì nếu như xảy ra sự cố chúng ta mới có thể thoát được. Ngay cả ở nhà chúng ta cũng phải cho con một cái biện pháp dự phòng để con thoát ra được. Dạ thưa cô, hiện tại thì các cháu sống trong những cái căn hộ chung cư cùng với phụ huynh cũng khá là nhiều. Mà nếu như mà chẳng may là khi mà có một mình con ở trong thang máy mà thang máy là bị dừng bất chợt thì quả là các con cũng sẽ cảm thấy rất là lo lắng và cũng rất là sợ hãi. Hay như là trong những cái trường hợp mà chẳng may mà đi vệ sinh trong trường học mà cái khóa cửa nó lại bị khóa ngược đi, con không thể thoát ra ngoài, thì trong những cái tình huống như thế thì làm như thế nào để cho con có thể trấn an bản thân mình và tìm được những cái cách để thoát ra bên ngoài ạ? Thực tế khi mà rơi vào những tình huống đó thì trẻ sẽ rất là hoảng loạn. Chúng ta phải hiểu rằng trẻ rất là hoảng loạn. Mỗi một ngày chúng ta đi thang máy, chúng ta hãy chỉ cho con cái nút cấp cứu. Bởi vì ở trong đó có một cái nút đỏ cấp cứu.
thì chúng ta nói là nếu như cái thang máy thì nhiều khi nó sẽ mất điện hoặc là nó sẽ dừng lại á, thì con đừng có sợ, bởi vì ở đây có cái nút này nè, con bấm là chú bảo vệ sẽ đến mở ra cho con. Tức là mình sẽ giải thích cho con, nêu cho con cái lý do và nói với con là thì bởi vì chú bảo vệ sẽ phải đi một lúc mới lên được tới nơi, nên là con cứ bình tĩnh, con đứng ở đây con chờ. Hoặc nếu như mà không thì con hẹn la lên, nhưng mà gọi một cái tên một cái người nào đó cố định, chứ con đừng có la không thì người ta sẽ không thể hiểu được. Con hãy nói rõ rằng là con đang bị kẹt trong thang máy, cô ơi, cô bảo vệ ơi, chú bảo vệ ơi, con đang bị kẹt trong thang máy. Thì ngay cả cái việc mà khi ở trong toilet cũng vậy, bởi vì cái toilet ở trong trường thì sẽ có nhiều người đi lại, cho nên là con chỉ cần gọi là sẽ có người giúp đỡ con. Thì đầu tiên chúng ta phải giải thích cho con là cái chuyện này nó chỉ là một cái sự cố thôi, và sẽ có người đến giải quyết cho con, và con sẽ được đưa ra, thì để cho trẻ được yên tâm. Thì trong những tình huống đó thì trẻ sẽ bình tĩnh và xử lý. Còn nếu như hoảng loạn thì có thể dẫn đến trẻ mất sức. Thành ra chúng ta sẽ luôn luôn chỉ cho con cái quy tắc khi mà chúng ta vận hành những cái nơi công cộng như vậy. Chúng ta đã trao đổi rất là nhiều về những cái việc để giúp cho con có thể bảo vệ bản thân mình trong những cái tình huống mà chẳng may là con tiếp xúc với những cái trường hợp mà xâm hại con, thì làm như thế nào để con nhỏ có thể bảo vệ được mình, thưa cô? Khi mà cái tình việc xâm hại diễn ra thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đối tượng xâm hại đó là ai. Có thể là một người quen biết, một người thân, một người mà con sợ, hoặc là một người mà con đã quen biết rồi. Thành ra chúng ta hãy nhìn cái biểu hiện của con, bởi vì chúng ta phải quan sát đứa trẻ. Nếu như một khi đứa trẻ đã bị xâm hại thì một là nó sẽ né tránh cái người đó, nó sợ cái người đó. Ví dụ như trước đây nó vẫn chơi nhưng bây giờ thì nó hoàn toàn nó né tránh, nó không dám đến gần. Hoặc cũng có những đứa trẻ sẽ thích những cái hành động đó, và đứa trẻ sẽ ngày càng tiếp xúc với người đó hơn và có những cử chỉ xuồng xã hơn. Thì đấy là những cái đặc điểm mà chúng ta phải quan sát con khi con đến những nơi đó, và trò chuyện với con thường xuyên hơn là vào: ủa sao hôm nay con hay sang nhà chú đó chơi vậy? Chú đó cho con cái gì hả? Thì chúng ta sẽ phải trò chuyện với trẻ, bởi vì đứa trẻ lúc đấy nó chưa thể đánh giá được cái hành vi đó là hành vi tốt hay hành vi xấu. Thành ra chúng ta gợi chuyện thì trẻ sẽ nói, rất là đơn giản thôi. Nhưng quan trọng là chúng ta phải dành thời gian nói chuyện với con, trò chuyện với con, thấy những cái gì bất thường chúng ta phải hỏi. Thì nhất định đứa trẻ sẽ vui vẻ kể cho chúng ta nghe. Đó là cái cách mà chúng ta tiếp cận với con về vấn đề bị xâm hại. Qua những chia sẻ vừa rồi của cô thì Ngọc Diệu có thể thấy rằng là trong bất kỳ một cái trường hợp nào đó, thì với cái việc mà phụ huynh của chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ, chia sẻ với con mọi thứ, cũng như là cho con biết những cái điều hay, những cái điều tốt, thì con sẽ bảo vệ mình trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, phải không thưa cô? Xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô Hiền. Kính thưa quý vị, hy vọng qua chương trình thì Ngọc Diệu mong rằng là người lớn, các bậc làm cha, làm mẹ, thầy cô giáo cũng như là cả cộng đồng xung quanh hãy dành cho các con không chỉ là về vật chất mà còn cần sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc với những điều tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, cũng với chủ đề giúp cho con có thể tự bảo vệ bản thân mình dành cho các cháu học sinh từ lứa tuổi trung học cơ sở đến trung học phổ thông sẽ được cô Huyền tư vấn trong chương trình Chuyện học đường kỳ tới. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được cảm ơn cô Huyền đã dành thời gian tham gia chương trình cùng chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu như mà có những thắc mắc hay là điều gì cần chia sẻ, muốn được các chuyên gia tư vấn tâm lý tư vấn thì có thể viết thư về cho chương trình qua Facebook Chuyện học đường hoặc là email của chương trình Chuyện học đường rta@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.